Bởi vì chúng ta là những con người mà đã bước chân vào đây đủ duyên để mà vào tu viện, để mà tu học, thì chúng ta phải nỗ lực từng phút từng giây, từng hành động chúng ta có nhiệt tâm, nhiệt quyết, xả tâm, không để ác pháp tác động vào thân tâm chúng ta. Tu tập như vậy mới có sự quyết định cho cuộc sống của chúng ta, cho đời sống của chúng ta. Không kéo chúng ta tu để mà tu có hình thức, để mà tu để hiểu biết, để đi nói, thì cái chuyện đó không quan trọng. Chúng ta không danh, không lợi, không cầu một cái gì cả, mà chúng ta chỉ tìm cầu một sự giải thoát, một sự làm chủ được, một sự tỉnh giác được từng hành động thân khẩu ý của chúng ta. Muốn suy nghĩ một điều gì thì chúng ta phải suy nghĩ điều đúng, không được suy nghĩ điều sai. Muốn nói một lời nói gì thì chúng ta phải suy nghĩ kỹ lời nói rồi chúng ta mới nói, không được nói bậy. Muốn làm một cái hành động gì, muốn bước đi, muốn làm cái việc gì, đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng rồi chúng ta làm. Làm không làm khổ mình, không làm khổ người. Đó mới chính là cái sự học của chúng ta. Chứ không phải làm theo thói quen, làm ẩu, làm đại, làm cho lấy có. Cho nên hầu hết chúng ta tu tập cũng là vậy. Làm thật, quyết tâm, làm cho thật sự làm, để được giải thoát hoàn toàn. Rồi đây mấy con còn phải bước qua một cái giai đoạn như hồi nãy thầy nói, luyện tập thần lực. Lực như thần, trong người chúng ta có cái thần lực. Tại sao Đức Phật làm được, thầy làm được, mà giờ mấy con lại làm không được? Cũng là con người, tại sao người ta làm được? Đức Phật đâu có giỏi hơn thầy, thầy đâu có giỏi hơn Phật đâu. Ông Phật làm được thì thầy làm được, thầy làm được thì các con phải làm được, cũng pháp đó chứ có gì hơn. 6 tháng ngồi tựa cửa, thầy chỉ có tác ý mà thầy thành tựu. Thầy đâu phải ngồi đó mà giữ cái tâm mình thanh thản an lạc vô sự bất động, thầy đâu có ức chế thầy đâu. Mà thầy ngồi đó, thầy rất sợ khi mà tâm không vọng tưởng, cho nên thầy tác ý tâm ly dục ly ác. Nhưng mà trong cái trạng thái mà 6 tháng thầy ngồi, mấy con đã biết thầy nhập định như thế nào chưa? Bao nhiêu thứ định tưởng thầy nhập? Thầy nhập cả 1-2 tháng thầy nhập được mà. Thầy nhập vào định tưởng. Còn bây giờ mấy con nhập được chưa? Cho nên vì vậy bây giờ mấy con chỉ lo xả tâm để được tâm thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Tâm bất động. Cái mục đích chính là cái chỗ đó.